Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, các bệnh nhân rất thân mến. Giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe và chia sẻ lời Chúa ngày thứ ba 23 tháng 7 năm 2024 sau Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên. Chúng ta ôn lại lời Chúa của ngày thứ hai 22 tháng 7, lễ kính Thánh nữ Maria Magdalena, người phụ nữ được Chúa trừ cho khỏi bầy quỷ và đã trở thành người tông đồ đầu tiên gặp được Đức Kitô phục sinh và loan báo tin mừng phục sinh cho các tông đồ. Người ta vẫn nói rằng Thánh nữ Maria Magdalena đó là người loan báo tin mừng cho các tông đồ. Câu chuyện tin mừng mà ngày thứ hai kể lại đó là sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Magdala đi ra mộ thì thấy ngôi mộ trống và rất là buồn. Thế nhưng mà Chúa phục sinh cũng đã hiện ra với bà Maria Magdala và gọi chính tên bà ta. Điều này cho chúng ta hai cái bài học. Bài học thứ nhất là Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện trong những lúc khó khăn bế tắc của cuộc sống chúng ta bằng nhiều cách. Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện trong những lúc khó khăn bế tắc của cuộc đời bằng nhiều cách, qua việc là bà ấy thấy các thiên thần, rồi bà ấy gặp chính Chúa gọi chính tên bà ấy. Và cái thứ hai, Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta vượt qua những khó khăn để chúng ta biết Chúa nhiều hơn. Chúng ta cảm nhận, chúng ta biết Chúa nhiều hơn. Vượt qua những khó khăn, thử thách, chúng ta sẽ biết Chúa nhiều hơn. Xin cho chúng ta biết lắng nghe lời Chúa để nhận ra Chúa, và Chúa cũng dẫn dắt chúng ta vượt qua những khó khăn. Giờ đây chúng ta cùng lắng nghe tin mừng của ngày thứ ba, 23 tháng 7. Tin mừng Matthew chương 12 câu 46 đến câu 50, Đức Giêsu giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi." Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: "Thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy." Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?" Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đứng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong cuộc sống của chúng ta thì một trong những cái điều mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc đó là chúng ta có những người thân, có những bạn bè. Ông bà và anh chị em nghĩ thế nào chứ? Đối với cá nhân con thì con cảm thấy rằng là có được những người bạn, có được những người anh em thì đấy là một cái điều tuyệt vời. Con chia sẻ chân tình với cộng đoàn, mặc dù cũng là đi tu. Thế nhưng mà để có những người anh em linh mục thật sự là tri kỷ với mình thì cũng không phải là nhiều đó. Chỉ là giúp đỡ lẫn nhau, sống tình huynh đệ với nhau. Nhưng mà có một cái gì đó nó gắn bó mật thiết thì nó thật sự là một cái phúc ha. Trong đời sống gia đình của ông bà và anh chị em, nếu như vợ chồng như là những người bạn tri kỷ với nhau thì đấy là thiên đàng. Và trong đời sống của chúng ta, nếu như chúng ta có những người bạn tốt, người ta cũng vẫn nói rằng là khi có tiền có của thì rất là nhiều bạn. Thế nhưng mà khi hết tiền hết của thì chẳng có ai làm bạn, chẳng có thấy cái người bạn nào cả. Chúng ta vẫn thấy là có những cái clip đấy, người vợ đấy sau khi mà ông chồng bị bệnh đấy, đi vào trong bệnh viện này để bà vợ bà mới điên lên và mới chửi vào: "Đấy, ông thấy không? Có đứa nào, có đứa bạn nhậu nào nó vào nó chăm sóc ông không? Hay là chỉ là tôi thôi? Tôi thì suốt ngày ông la ông rầy. Thế nhưng mà đau ốm bệnh tật thì ai chăm? Cái đứa này chăm chứ có đứa bạn nào mà nó chăm anh đâu." Đấy. Khi mà anh có của, khi em anh có mồi thì mà có bạn. Khi mà anh hết của hết mồi rồi thì có đứa bạn nào đâu. Thế thì kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của chúng ta thì nếu thật sự chúng ta có những người bạn tốt thì đó là một cái ân phúc. Trong đời tu của chúng con thì con chia sẻ chân tình này. Cha phó của con ở cao xá đó, cha An Tôn Nguyễn Thành Trương đó, bây giờ ngài đang là cha sở của giáo xứ Hòa Bình, thì thật sự thì con cảm thấy ngài với con là hai anh em và cũng là hai người bạn tri kỷ. Thật sự là chúng con chia sẻ với nhau tất cả và cũng nâng đỡ với nhau rất nhiều trong sứ vụ. Thế thì kính thưa cộng đoàn, cuộc sống của chúng ta thì chúng ta thấy là mình cũng có nhiều người bạn đấy. Thế nhưng mà những người bạn ấy nó không chỉ là những người bạn làm ăn đấy, những người bạn nhậu, những người bạn hàng xóm láng giềng, còn những người bạn mà gắn bó mật thiết khi vui cũng như khi buồn, khi thành công cũng như thất bại đó, những người bạn này thì thật sự con nghĩ là không có nhiều. Và nếu chúng ta có thì đấy là một cái phúc cho chúng ta.
Thế thì bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta cái cách để chúng ta có được những người bạn, những người anh em thật làm gắn bó vật thiết. Và Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta cái cách này, và với cái cách này chúng ta sẽ tạo nên một gia đình, tạo nên những người bạn, tạo nên những người anh em gắn bó mật thiết cả đời này lẫn đời sau. Chúng ta đi vào tin mừng. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Tất cả Đức Giêsu chúng ta biết là sau 30 năm sống với mẹ Maria và thánh cả với gia đình Nazareth thì là Chúa Giêsu bắt đầu đi rao giảng. Và khi Ngài bắt đầu đi rao giảng thì Ngài xa gia đình và dành tất cả thời gian với lại đám đông dân chúng hết làng này đến làng kia. Thì ngày hôm nay thì khi mà Đức Giêsu đang giảng cho cả một cái đám đông như vậy thì mẹ Maria và những người anh em họ của Chúa Giêsu cũng muốn gặp Đức Giêsu. Và người ta vào, người ta nói với Đức Giêsu rằng là có mẹ và anh em thầy muốn gặp thầy. Thế thì mẹ Maria và những người anh em họ đó là những người tương giao máu mủ. Đây cũng là một cái tương giao tốt. Cũng có cái câu danh ngôn nói rằng là chúng ta có thể được người này thương, người kia thương, nhưng mà không ai thương chúng ta bằng cha mẹ cả. Ở đời người ta thương chúng ta thì có điều kiện, còn cha mẹ thương chúng ta thì là vô điều kiện. Bài tin mừng này cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu có những người thân, đó là mẹ Maria, và những người anh em, đó là cái tương giao máu mủ. Thì trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta cũng tạ ơn Chúa nếu như chúng ta được sinh ra trong một gia đình thì tự thân chúng ta cũng có tương giao gắn bó mật thiết với cha, với mẹ, với ông, với bà, với anh, với chị. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì bài tin mừng này Chúa vẫn giới thiệu cho chúng ta một cái tương giao còn mật thiết hơn là tương giao máu mủ nữa. Thật sự thì trong đời sống gia đình thì nhiều khi thì cha mẹ với con cái cũng bất đồng vậy. Vợ chồng cũng bất đồng cái. Thậm chí là anh em ruột đôi khi cũng bất đồng. Khi con ở giáo xứ Thánh Tâm thì con cũng đã từng chứng kiến. Khi bố mẹ chết thì chia gia tài mà chỉ vì chia mà không có ưng thôi. Mà anh em kiện cáo nhau. Thế thì tương giao máu mủ cũng là một cái tương giao khá là mật thiết. Khá là mật thiết. Đấy. Không ai thương mình bằng cha bằng mẹ, không ai gắn bó với mình bằng cha bằng mẹ. Một giọt máu đào còn hơn một ao nước lã. Thế nhưng dù sao đi chăng nữa thì bài tin mừng này Chúa Giêsu còn giới thiệu cho chúng ta một cái tương giao còn gắn kết chặt chẽ hơn rất nhiều. Khi mẹ Maria và anh em họ của Chúa Giêsu muốn gặp Đức Giêsu, nên là người ta vào nói với Đức Giêsu: kìa, có những người thân thầy muốn gặp thầy kìa. Có mẹ Maria, có những người thân của thầy muốn gặp thầy kìa. Rồi, chúng ta thấy Đức Giêsu trả lời làm sao? Thầy, người bảo kẻ ấy rằng: thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đứng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Câu này là câu quan trọng. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đứng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Đây là cái chìa khóa. Mẹ Maria và những người anh em họ của Đức Giêsu là có một cái tương giao mật thiết với Đức Giêsu, đó là tương giao máu mủ. Thế nhưng ngày hôm nay Chúa Giêsu còn giới thiệu cho chúng ta một cái tương giao còn mạnh hơn, chặt chẽ hơn, gắn kết hơn rất nhiều. Cái tương giao của máu mủ nữa, đó là phàm ai nghe và thi hành lời của cha tôi đứng ngự trên trời thì đó là mẹ tôi, là anh chị em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đứng ngự trên trời, vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi đứng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Thế thì đây là một cái tương giao chính lời Chúa. Lời Chúa nó là cái mối dây gắn chặt chúng ta lại với nhau. Chúng ta nhớ là khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì la lối, quân lính thì nhạo cười. Thế nhưng mà dưới chân thập giá thì có mẹ Maria, có bà Maria Magdala, một bà Maria nữa, và tông đồ Gioan. Thế thì bốn người này đã tạo nên được một cái gia đình, một cái tương giao mật thiết bằng lời Chúa. Mẹ Maria, tông đồ Gioan và hai người đàn bà
đã tin vào lời Chúa nên đứng ở dưới chân thập giá. Và đây là một cái tương giao gắn chặt mẹ Maria với tông đồ Gioan, với hai bà Maria và với tất cả những ai tin, lắng nghe và thực thi lời Chúa. Thế thì con xác tín cái điều này. Con nói với lại cha Trương á, mà con chia sẻ chân tình với ông bà và anh chị em đó, con và cha Trương hai anh em coi nhau như là cái gì đó tri kỷ, bởi vì anh em chúng con thật sự là cùng nhau thực thi lời Chúa. Hai anh em chúng con cùng nhau thực thi lời Chúa, và chính khi thực thi lời Chúa thì nó gắn kết anh em chúng con lại. Chứ còn nó thật sự giờ mình có một cái bữa nhậu thì mình cũng quy tụ vậy, nhưng mà hết nhậu thì rồi cũng lại chia tay. Chúng ta là máu mủ, nhưng mà máu mủ thì máu mủ, cái tương giao đó nó cũng là rất là tốt. Nhưng mà còn có một cái tương giao lớn hơn cả tương giao máu mủ nữa. Đó là tương giao của những con người lắng nghe và thực thi lời Chúa, giống như mẹ Maria này, tông đồ Gioan và hai bà Maria đó. Vì lắng nghe và thực thi lời Chúa nên là dù có đau khổ, dù có cái chết cũng không có tách họ ra đây. Dưới chân thập giá đã hình thành nên những con người gắn kết với nhau còn hơn là gia đình máu mủ nữa. Thế thì đấy là một cái bài học cho chúng ta ha, để cho gia đình của chúng ta, vợ chồng con cái gắn kết với nhau. Để cho gia đình của chúng ta, vợ chồng con cái gắn kết với nhau, thế thì con cũng động viên quý ông bà và anh chị em, chúng ta cố gắng lắng nghe lời Chúa. Gia đình của chúng ta lắng nghe lời Chúa và thực thi lời Chúa, thì chính lời Chúa, như là Chúa Giêsu nói, anh nghe và thực thi lời Chúa thì sẽ trở thành mẹ, trở thành anh em với tôi. Khi chúng ta lắng nghe và thực thi lời Chúa là chính Đức Giêsu ở trong gia đình của chúng ta, và Ngài là mối dây gắn kết rất là chặt trong gia đình của chúng ta. Để cho gia đình của chúng ta được gắn kết với nhau, được bền vững, được hạnh phúc, bắt buộc phải có lời Chúa trong gia đình. Phải có lời Chúa trong gia đình. Chúng ta phải lắng nghe lời Chúa và thực thi lời Chúa. Và đây là mối dây gắn kết chúng ta cả đời này lẫn đời sau. Ở trong giáo xứ của chúng ta thì cũng vậy. Khi ở giáo xứ Thanh Tâm nha, thì con thì thứ sáng thứ bảy nào cũng vậy nữa. Lúc nào con cũng nói với thường vụ ban hành giáo là có 7 ông. Lễ xong vào là con đọc lời Chúa và chia sẻ lời Chúa. Và con cũng nói thẳng với các ông trùm là chỉ có lời Chúa mới có thể nối kết anh em chúng ta nên một được, để mà cùng nhau phụng sự Chúa và phục vụ cộng đoàn. Và kính thưa cộng đoàn, cho đến ngày hôm nay, mặc dù con đã hết nhiệm ở giáo xứ Thánh Tâm cũng từ năm 2018, nhưng mà giữa con với lại mấy ông ban hành giáo cũng rất là gần gũi, rất là gắn bó. Và khi gặp gỡ nhau thì chúng con cũng vẫn cứ nói với nhau về những điều Chúa dạy, hay là về giáo xứ Cao Xá cũng vậy. Con vẫn xác tín rằng là chính lời Chúa, khi chúng ta lắng nghe và thực thi lời Chúa thì nối kết chúng ta lại với nhau. Nối kết chúng ta lại với nhau, chúng ta trở thành một gia đình với Chúa Giêsu và với mẹ Maria. Đó là điều tuyệt vời ha. Thế thì lời Chúa ngày hôm nay chúng ta ghi nhớ, Chúa Giêsu nói đó, phàm ai nghe và thi hành lời của Chúa Cha. Con xin được đọc lại cái câu này: phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, tức là nghe và thi hành lời của Chúa đó, đứng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Phàm ai lắng nghe và thực thi lời Chúa thì sẽ trở thành mẹ, trở thành anh chị em trong gia đình, một gia đình rất là chặt chẽ hơn cả gia đình máu mủ của Chúa Giêsu. Thế thì gia đình của chúng ta cũng vậy ha. Để cho gia đình của chúng ta, vợ chồng con cái nối kết với nhau, chúng ta đừng quên lắng nghe và thực thi lời Chúa. Để cho cộng đoàn của chúng ta, để cho xóm giềng của chúng ta, để cho những người bạn của chúng ta nối kết với chúng ta, thì chúng ta luôn luôn phải có lời Chúa, chứ không phải là bữa nhậu, chứ không phải là tiền của, chứ không phải là danh lợi. Tất cả những cái thứ đó có thể nối kết nhưng nó sẽ không bền. Chỉ có lời Chúa mới nối kết chúng ta trở thành một gia đình chặt chẽ cả đời này lẫn đời sau. Con xin hết lòng cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen. Mấy bữa nay thì con cũng đi hơi nhiều nên là nó cũng hơi mệt ha. Chiều hôm nay thì mới có 2 giờ mấy thì đã có người gọi điện thoại bảo trai sao không thấy chia sẻ lời Chúa vậy. Lúc đấy con còn đang ở trên xe. Con vừa mới về đến nhà xong này, rửa mặt xong cái là chia sẻ lời Chúa ngay. Kính thưa cộng đoàn, con mê lời Chúa lắm. Con sẽ không bỏ đâu, mệt thì mệt chứ con cũng sẽ không bỏ. Trước tiên con chia sẻ lời Chúa là cho chính con. Và sau đó là cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa đã ban lời Chúa cho chúng ta, và chúng ta sẽ cố gắng lắng nghe và tập thực thi lời Chúa mỗi ngày. Con xin cảm ơn cộng đoàn.